Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đã được phát động chiều qua tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 Hà Nội. Phong trào này cũng đang được hưởng ứng mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong cả nước. Toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có 3.500 thanh niên lên đường nhập ngũ trong năm nay. Trong khi chỉ tiêu của tỉnh An Giang là gần 1.700 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. Bà Rịa Vũng Tàu được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 1.700 công dân nhập ngũ. Thành phố Cần Thơ cũng sẽ đưa gần 1.900 công dân lên đường nhập ngũ vào ngày 9 tháng 2 tới.